bây giờ nói với anh là chủ lộn nhau, thằng 49 thì con này là thằng 50. Cho bà ấy bắt thằng 50 mà thằng 49 nó không bắt bắt thì phải sai mất rồi. Đúng rồi. Vẫn ở tù. Nhưng hai cái trường hợp khác nhau. Đúng rồi. Đúng không? Một người ở, người ta coi như là dựng luôn. Nói chung á, cái dựng tự thì nhà nước không cho thiệt. Nhưng mà trong lòng mình là dựng tự. Con cháu mình phải nghe về cái sở thích của con đó làm vậy chứ. Còn cái thứ kia, con cái nó ra được mắc cỡ với người ta luôn. Đúng rồi. Chính xác, đăng đẻ. Cho chàng có tay. Đúng rồi, đúng rồi. Chục chặt phải nó chơi đi vô tùng hậu quả. Không này ghê lắm. Không có, cũng bỏ. Nhưng mà bà Hằng ơi, sao bà bắt vô tùng mà bà đỡ được cái con cá đảm anh không? Bởi vì bà làm những cái nhân bắt là như vậy. Đúng rồi. Quỳnh Hằng khổ đi cái tàu đó có gì người ta tôn trọng lắm. Người ta vẫn thơ có của Hằng, người ta có khác liền. Cho còn cái đó là khác liền. Hai cái nó khác hoàn toàn. Đó, vừa giờ em sao phải làm được cái việc rất là cỡ hữu ích. Đây. Hồi sáng có ghé mà vắng quá rồi cái Quốc Chủng đi về luôn. Để giờ nay chị với Quốc Chủng ra, chưa, nghỉ trưa rồi. Cũng gặp anh cái em cái ủng hộ số 1. Xã hội bây giờ không phải mình nói gì, nói chung cuộc sống là phải vậy thôi. Nhưng ví dụ như nói vậy đúng không? Ví dụ mình kiếm đồng tiền nó vừa nói chung là nó đủ cuộc sống về và nó khỏe khoắn và nó có thời gian rảnh rỗi cho mình là vui vẻ hạnh phúc rồi. Chứ đừng có dạng mà kiếm được tiền rồi dám kiếm nữa lặp lại nô lại cái đồng tiền của con rồi lấy của tiền mặc chị mới nghe của trang hai là hết rồi tỉnh người lạ đó 4 năm 4 tháng đồng tiền thôi em về chị ơi. Em đi luôn nè. Được rồi.